Chào các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn đồng bộ từ các cửa sổ F Plus phụ sang phần mềm F Plus Scheduler. Để thực hiện đồng bộ, các bạn sẽ mở phần mềm F Plus lên. Tại đây các bạn sẽ click vào Multi Config để thực hiện mở thêm những cửa sổ F Plus phụ. Tại đây các bạn sẽ thực hiện mở thêm cửa sổ F Plus. Các bạn có thể click vào F Plus 1, 2 hoặc là 3. Là các bạn có thể nhập thứ tự cửa sổ các bạn muốn mở hoặc click vào tạo shortcut cửa sổ với thiết lập tên riêng. Ở đây mình sẽ click vào F Plus 1. Đây chính là cửa sổ F Plus phụ. Bây giờ các bạn có thể tắt phần cửa sổ F Plus đi. Hai cửa sổ F Plus này là hoàn toàn độc lập với nhau. Bây giờ để thêm tài khoản, các bạn sẽ click vào F Plus Chrome. Thực hiện nhập tài khoản của các bạn vào phần mềm. Sau khi nhập tài khoản, phần mềm sẽ có một danh sách tài khoản. Tại đây, các bạn sẽ thực hiện thiết lập nâng cao. Các bạn sẽ nhập file lưu danh sách tài khoản. Để nhập được file lưu danh sách tài khoản, các bạn sẽ mở vào ổ C, thực hiện vào Document. Tại đây các bạn sẽ click vào F Plus 1. Tại thư mục F Plus 1, các bạn sẽ copy đường dẫn, gắn vào file lưu danh sách tài khoản, chuột thêm. Các bạn sẽ copy tên của cái lead account bằng cookie này ra. Đây chính là đường dẫn của file lưu danh sách tài khoản. Các bạn lưu ý là các bạn sẽ phải copy lead account cookie.txt. Các bạn sẽ thực hiện lưu thiết lập. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành mở phần mềm F Plus Scheduler lên. Các bạn sẽ thực hiện chọn và thiết lập nâng cao. Dán file lưu danh sách tài khoản các bạn vừa thực hiện gắn ở bên F Plus sang. Chọn lưu thiết lập. Lúc này các bạn sẽ thực hiện reload lại. Như vậy là các bạn đã có thể đồng bộ thành công tài khoản từ bên phần mềm F Plus sang phần mềm F Plus Scheduler. Tương tự, đối với các bạn mà muốn mở F Plus Scheduler phụ thì các bạn sẽ thực hiện click vào mở nhiều cửa sổ. Chọn vào F Plus Scheduler 1. Tại đây các bạn sẽ thực hiện giống như đối với mục F Plus Scheduler chính, là các bạn sẽ thực hiện click vào thiết lập nâng cao, thực hiện dán đường dẫn của file lưu danh sách tài khoản, chọn lưu thiết lập. Các bạn thực hiện reload lại tài khoản. Là phần mềm đã thực hiện đồng bộ được tài khoản từ bên mục F Plus sang F Plus Scheduler. Tương tự đối với mục sử dụng máy ảo, khi các bạn thực hiện đồng bộ từ F Plus 1, các bạn sẽ chuyển sang mục sử dụng máy ảo, thực hiện click vào thiết lập nâng cao. Các bạn cũng sẽ dán file lưu danh sách tài khoản. Đối với file lưu danh sách tài khoản của mục máy ảo, các bạn sẽ thực hiện chọn lead account noc.txt. Các bạn cũng sẽ thực hiện vào Document, chọn F Plus 1.
bạn sẽ kích vào hit account nốc và thực hiện dán đường dẫn đó vào. Sau đó chọn lưu thiết lập. Tương tự, chuyển sang phần mềm F Plus Scheduler. Các bạn sẽ tích vào mở nhiều cửa sổ. Có thể chọn vào F Plus Scheduler 2. Các bạn cũng sẽ chuyển sang mục sử dụng máy ảo. Chọn vào mục thiết lập. Nhập file lưu danh sách tài khoản. Thực hiện dán. Sau đó, các bạn sẽ thực hiện click và reload. Đây chính là danh sách tài khoản của mục F Plus 1 được đồng bộ sang F Plus Scheduler 2. Như vậy là các bạn đã có thể đồng bộ thành công tài khoản từ F Plus 1 hay là các cửa sổ F Plus phụ khác sang phần mềm F Plus Scheduler.